Sau nhiệm vụ hiểu ý đoán hải sản, hai đội đã được thưởng thức một bữa tiệc trên biển với rất nhiều món ăn hấp dẫn. Ai cũng chỉ tập trung vào việc ăn, nói mà quên đi rằng mình vẫn đang trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Ngon, ngon lắm. Đây cái gì cũng ngon nhỉ. Ăn trước bữa trước. Để cái này, ông ăn ngon bỏ vô lại ăn chậm nữa. Không có chỗ để nè. Để đâu? Đây. Ngon. Quả nhiên, ẩn sau những món ăn ngon là thử thách dành cho hai đội. Nhiệm vụ yêu cầu, hai đội hãy đoán giá bữa ăn dành cho 4 người mà mình vừa thưởng thức. Đội đưa ra đáp án đúng với số tiền ghi trên hóa đơn mà nhà hàng cung cấp sẽ thắng và được 1 điểm. Giá tiền của hai đội sẽ đưa ra như thế nào? Hoàng mập là bao nhiêu? Hoàng là 660.000. 510.000. Cá tương sao rẻ thế? Tại vì trừ chủ quán sẽ bán rẻ. Không, cái này là giá chung của tất cả mọi người bán ăn. Nhưng mà chủ quán thấy mình dễ thương sẽ bán rẻ hơn người bình thường. Đây, đây tấm của nhà hàng. Đây, chào mừng đáp án của nhà hàng. Rồi. Mực la hấp, đây là 160.000. Lẩu hải sản, 250.000. Cá bìa chiên, băm xài, 100.000 một dĩa. Rồi. Trời ơi, làm bên đây đúng không? Trời ơi. 100.000 một. Rồi. Ốc non. Dĩa là ốc vú á. Ốc vú á. Chào ngọt, một dĩa là 700. Rồi. Cộng số tiền là 801. Vậy xách nha. Cái giá thật. Thế là Hoàng Mập, Vịnh Xây Nha đã đoán giá sát hơn đội kia. Vậy giá thật cho em được 1 điểm. Và bây giờ xanh đỏ tím vàng gì đây? Gì vậy trời? Săn thôi nhớ. Bây giờ đoán đi. Nhiệm vụ 1, trốn tìm trong vườn điều. Phần 1, săn lùng Adi. Hai đội phải săn lùng Adi trong khu vực vườn điều bằng đạo cụ do chương trình cung cấp. Súng nước và nước màu được quy định cho hai đội. Đội nào săn lùng được Adi trước sẽ chiến thắng và được quyền ưu tiên lựa chọn lượt chơi trong phần thứ hai của nhiệm vụ. Thế là mới hai đội đợi ở đây. Bắt mặt vô tường. Các bạn vô tường. Rồi. Bắt mặt vô tường đi. Đó. Đó. Hãy lắng nghe tiếng heo mọi chạy đi đâu. When you find Adi, yeah. You la lên. Dạ, la lên. When, when, để tôi biết. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Bắt đầu. Go. Adi ở đâu? Hướng này, hướng này. Bắt cỏ chưa? Look, I'll be kind here. Sorry. Woo! You are right. Okay. Chúc mừng Cory. Got the cat. Bắn được rồi. Gì? Bắn được rồi đây. Bảo tao có chạy đâu mà ăn cỏ đi nó bắn mà. Chúc mừng, đã bắn được Adi. Thế là Cát Tường với Cory có quyền chọn tấn công trước hay bảo vệ trước? Bảo vệ trước, sure. Rồi, yeah. Ok. Phần 2 cướp cờ. Hai đội chơi hai hiệp luân phiên đổi vai trò. Đội bảo vệ cờ và đội tấn công. Mỗi hiệp thời gian tối đa 7 phút. Trong thời gian quy định của mỗi hiệp, đội bảo vệ vừa phải bảo vệ cờ của đội mình, vừa phải bắn loại đối phương là đội tấn công. Đội tấn công vừa phải tìm cách bắn vào cờ, vừa phải tránh đạn của đội bảo vệ. Đội bảo vệ được cờ trong thời gian lâu hơn sẽ chiến thắng và được 2 điểm. Trận đấu sẽ kết thúc khi hết thời gian quy định, hoặc cờ của đội bảo vệ bị bắn, hoặc cả hai thành viên đội tấn công đều bị bắn loại. You stare me stare. You stare me stare. No chung. Ở đây hai thằng này nó tứ bằng 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 vô. Mình phải run run.
Hiểu không? Hiểu. Ừ, Hiền hiểu nha. Đúng rồi, đúng rồi. Không có bàn được nha, hỏi hiểu không hiểu. Cát Tường với Cory sẽ được xuất phát 45 giây trước đội này. Bắt đầu! You. 20 giây! Yellow, yellow! Nè nè! Bảo vệ! 5, 4, 3, 2, 1, hoàn hợp xe nhà xuất phát! Ali, xa quá! Bạn too far! Để đứng xa xa kìa. Xa lắm. 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 Dạ không, tên cầm sông hơn cầm đây chắc chắn đứng đây chạy lên sẽ chết. Mà chạy xuống cũng chết, mình đâu được bắn hai người này đâu, hai người được quyền dí mình. Thì tới hoàng bảo vệ cờ cũng dí lại y vậy thôi. Và trận đã kết thúc, đã là 2 phút 18 giây 30. Hiệp 2 là Hoàng Mập với Xe Nha sẽ bao vệ. Cát Tường với Cory sẽ tấn công. 45 giây 3. Nhá hoài à. Nhá hoài à. Để nước đây luôn rồi, để nước bên kia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nè nè, bảo vệ. 3, 2, 1, đi, bắt đầu. Đó sau lưng mình kìa, ở sau lưng mình kìa. Lớp nó được ha kìa. Lớp này kìa, nó kìa. Nghe nhìn ngay đó thôi, em đừng. Ôi dạ. Chết. Chưa có chết. Chưa có chết. Chết rồi! Lúc đó Cát Tường lên kia! Đừng có bắn vậy! Đừng gần hả bắn! Rồi tao chọn vụ vô nè! Bước ở đây nè! Đó là bảo vệ cờ! Đừng chạy kia! Chỉ bảo vệ cờ, bảo vệ đi! Mau lên quay mặt lại! Quay mặt lại! Súng này hết nước rồi. Súng này hết nước rồi. Hết nước rồi. Hết đúng nước rồi, bắn đi. Bảo vệ cờ kìa, mau lên, chung xong chưa? Rồi chưa? Trước
chiến thuật cứ nhảy nhảy như thế là sao? Là dụ dỗ, dụ cho quân địch tiến ra. Lúc đó cái đạn thì nó còn có một ống à, thì đâu có dám bắn, phải chắc lắm mới bắn. Rồi giờ hai người đứng đây làm sao bắn? Thì phải dụ, thấy cô này hết đạn là mình phải dụ Hoàng Mập ra để Hoàng Mập bắn luôn, hết đạn là mình lên chiếc. Chiến thuật của đội Hoàng Mập với Xe Nhát đã là như nào? Không có chiến thuật, tại vì mỗi lần nói nghe nó hiểu rồi. Thấy thôi, thôi nói này làm gì em. Ờ hiểu rồi, đừng nói là hiểu rồi, vậy thôi. Mà không hiểu. Biết luôn. Hoàng Mập bị bắn sau 2 phút 18 giây. Cắt tường, chết sau 2 phút 3 giây. Đây là thời gian bảo vệ cờ của Cắt tường với Cory đã lâu hơn đội của Hoàng Mập với Xe Nhát. Vì vậy, Cắt tường với Cory đã thắng và được 2 điểm. Mình được ra bãi biển. Thế là mình sẽ làm cái gì? À, bên này thì không biết bơi. Bên đây thì không thích chèo xuôi. And you know how to swim? I can swim well. Thế là ít nhất là có một người bơi rất là giỏi. Bắt đầu đói chưa? Nhiệm vụ tiếp theo liên quan đến bữa ăn tối của các bạn. Rồi đập đi coi ăn cái gì? Chứ ăn cá sấu đi cho biết. Trời ơi, 150 phút là bao nhiêu tiếng? Cái gì dữ vậy? Sinh tồn. Trong thời gian 150 phút, hai đội hãy di chuyển bằng thuyền thúng đi lấy các vật dụng chương trình cung cấp gồm một trái dừa, một con dao, gạo, 5 lít nước sạch, một tấm lưới, bao diêm và chỉ được dùng các vật dụng này để nấu cơm bằng trái dừa, đánh cá và món cá nướng. Trong thời gian quy định, nếu tạo được chiếc nồi bằng trái dừa để nấu cơm được 1 điểm, nếu nấu chín cơm bằng trái dừa được 1 điểm, nếu bắt được cá theo yêu cầu được 1 điểm, làm được món cá nướng được 1 điểm. Thời gian 3, 2, 1, bắt đầu! Sao không lấy cái này trước? Vô từ từ, mặc đi. Go. Cái gì? Go. Carefully. Để tôi kiểm tra. I check. Dao, gạo, diêm, dừa, waiter. Ok, đủ rồi. Ok. Okay, đi về. Hỏi em đi đâu? Nghe. Em hỏi em đi đó nha. Em cầm đi, có chuyện. Okay. Wait.
đây. Kéo xuống, kéo vô. Ok, ok. Mô, mô. Phải im đó. Phải im đó. Rồi, chưa. Rồi, chưa, phải im đó. Rồi, thấp đi. Rồi. Giao, giao, giao. Lâm đầu tiếp. Giao. Lâm đầu tiếp chưa. Cảnh này có gì không dễ. Ở đâu? Ở... No, no, no. Nè, nhiêu nhanh này. Che lại. Gió, gió. Thổi lửa lên. Đi nương. Thôi xuống đó. Ôm đầu kia nữa. Để anh cầm không cho. Cut it, cut it. Yeah, yeah. Help me. Ok. Cut, 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 cut. I show you this. Nè. À, ừ, ừ. Này nè, băng để mà mình để cái nồi lên đây nè. Ok, ok. You know? Yeah. Ba cái thôi hay nhiều hơn? Ba cái nữa đi. Ba cái nữa đi. Ba cái nữa y gì đó. Nữa hả? Ba cục y gì đó. Okay, thank you. Uống đi, uống đi. Bắt cá, bắt cá đi. Bắt cá. Gieo xuồng của mình giờ chắc vừa sức đâu nữa. Tôi đâu phải là dũng sĩ. Ôi, có phải là người phụ nữ dịu dàng đảm đang hay không? Bởi vậy không anh nào dám quen tôi hết, tại vì tôi men quá mà. Em bẻ từ lá ra đi. Em bẻ từ lá khô ra. Em biết bắt cá không? Không biết. Không biết. Ra thử đi, được không? Thôi không sợ đâu. Little, I always go fishing, almost same, and now I smoke new, he took new, not good, now I am not fit. Mẹ ơi, cái này nó không cháy.
không cháy. Em khó. Em khó, em leo new. Leo camp. Okay. Trước tiên là nó phải cháy lên cái đã. The first. Nhỏ. Big. What? Or else if you put on. No. Chứ sao? Quẹ. Ok. But ở đây, Wait. Đây đi tao lấy. Vừa nó rất là dày, nếu chúng ta chụm ở dưới chụm lên không bao giờ nó chín. Cái thứ hai nữa, phải chọn cái địa thế nằm ở cái vũng này, gió biển nó không lùi vô được, lửa nó mới cháy. Nếu chúng ta để cái dừa này ở trên kia nấu thì sẽ bảo đảm gió hoài không bao giờ tắt, không bao giờ chín được. Tại sao bắt được cá? Giỏi. Good. Đi ra. Đừng. Hãy ngồi đây mà nghe tôi làm. Hãy coi tôi làm nè. Fish. Fish ở đây. Ngon. Sara, chín rồi. But, cơm sao? Ở đây. Rồi. Ở đây. Now. Coi nè, kiểm tra nè. Cơm rồi, có rồi. It's not same cooking pot. Có trong này rồi. Em hết rồi. It's different, not same cooking at home. We don't wait till đúng the boil. Đúng rồi, nhiều quá, cái dừa không có chứa đủ. We cook it first, we put it in straight away. Nói không hiểu, mệt quá. I know. Nè, nhìn vô. Yeah. Nè. Thấy chưa? No, you see? Mick, you có rồi, okay. Hả? Nó có rồi. Help me. What are you doing? The wind, jump. Thank you. Oh, we need wind. Thank you. Wind is our friend. Yo. She wanted to use it as a wind block originally until I threw it away. I'm quite experienced with making fires. And this has been one of the hardest fires I've ever had to make. Mặc dù mỗi đội có một cách thực hiện nhiệm vụ riêng, nhưng liệu rằng với tình hình này, nồi cơm trái dừa của hai đội có đảm bảo cho bữa tối nay không đây? Hai đội đã rất là cố gắng để nấu cơm thì anh đi thấy rõ ràng. Nhưng mà tò mò nhất là cái cơm của hai đội nó như thế nào. Xin mời. Quay từ dưới lên trên nhé. Yep. Không cháy nha, không khét nha. Chín đều từ trên xuống dưới nha. Ăn thử đi. Cơm của Cory. Ok. Và Cát Tường. Ok. Chín rồi, chúc mừng. Chúc mừng. Rồi, bây giờ cơm thế nào rồi? Cơm cũng chín. Ngon lắm. Mà sao nó đẹp thế? Tại vì nãy không biết lấy cái miếng kia đậy lên cái miếng này nè. Rồi. Mình ăn thử luôn. Ok, cảm ơn rất nhiều. Thơm thì rất là thơm. Thực ra ngon đấy. Đây, ok. Chín. Bên đây ngon hơn mà. Chín là mỗi đội đã lấy được dụng cụ mang về đây, đã nấu chín cơm của mình.
Thế là thêm một điểm, bắt được con cá cùng nướng, nhưng mà Adi không, nơi thật không dám ăn thử đâu. Và một điểm tạo cày nồi, thế là được mọi đời thêm 4 điểm và 4 điểm. Rồi, mình sẽ còn thua bạn 2 điểm mà.